Mấy ngày này hôm nay hết chuyện rồi thì hiện giờ bọn BBC mấy cả RFA, VOA các thứ thì bọn nó vẫn đang khai thác đề tài này và mượn danh một số bọn dân chủ quậy ở Việt Nam như Quang A rồi những cái gì đấy để coi như là chúng tức là kích động cái người dân ở trong nước và gây hoang mang cho cộng đồng mạng xã hội Việt Nam. Tất cả những ai, đặc biệt là những người đang sinh sống ở Đức, những người Việt đang sinh sống ở Đức, người ta sẽ lo sợ. Thì thực tế tình hình thế nào? Thực tế tình hình thế nào? Thứ nhất, phần đa người Việt đây chả biết Trịnh Xuân Thanh là ai cả. Và nghe cái vụ đấy thì chả quan tâm, chả ai biết cái gì. Đi làm, kiếm tiền. Bà xã tôi hỏi Trịnh Xuân Thanh thằng nào, thằng cháu vợ hay em rể hay là anh họ hay nào mà không biết, nhiều người đây chả biết, chả biết Trịnh Xuân Thanh là ai cả đấy, nên người ta chả có gì lo sợ cả đấy. Thế còn nó dùm beng lên cái chuyện là điều tra, viện công tố điều tra, nó chuyện bình thường thôi, như tôi nói video trước rồi, rất bình thường. Thế còn vấn đề nữa là vấn đề là lo sợ về quan hệ kinh tế giữa hai nước, thì bảo Việt Nam thiệt hại hay Đức thiệt hại, nó thật sự các bạn nghĩ bên nào thiệt hại? Bây giờ các bạn thử nhìn xem cái lệ thuộc của kinh tế Việt Nam vào Đức như thế nào. Các bạn, tôi lấy ví dụ đơn giản, hạt gạo, cái thứ quan trọng của Việt Nam mình trong đời sống. Gạo của Campuchia, giá thành sản xuất ở Campuchia gần ngang ngửa Việt Nam. Bán ra bên này nó chỉ 18 euro thôi, 18 euro một bịch gạo tấm nhá. Thế còn gạo của Việt Nam á, tầm khoảng độ 33, 35 đồng euro là loại rẻ bèo nhất ở bên này. Tại sao? Tại vì thuế. Việt Nam mình phải đóng 40% thuế cho hạt gạo, các bạn biết không? Hay các bạn không bao giờ để ý 40% nông sản bên này. Đấy. Bởi vì sao? Nếu họ không đánh thuế nhá, thì những cái hàng nông sản của Việt Nam ở bên này sẽ giết chết rất nhiều nông sản của họ. Một số mặt hàng họ sẽ rẻ đi, nhưng cái nông sản của không chỉ của Việt Nam mà nhiều nước khác vào đều bị đánh thuế rất cao, như là nông sản của Việt Nam. Đấy. Tại sao các bạn biết không? Thì như các bạn biết là quốc gia nào cũng vậy, an ninh lương thực là hàng đầu. Cho dù anh sản xuất máy móc, sản xuất xe ô tô, xe hơi, tàu thủy hay bất kể cái gì nhé, nhưng nếu bạn bảo đảm được an ninh lương thực, trong trường hợp khủng hoảng các bạn không bán được xe, không bán được tên lửa, không bán được máy bay, thì trong nước vẫn có lương thực để mà sống. Vẫn thế giới khủng hoảng thì lương thực trong nước vẫn đủ, các bạn hiểu không? Lương thực trong nước vẫn đủ để bảo đảm cái an ninh lương thực là hàng đầu. Nước Đức tự chủ với lương thực 100% nhờ vào đâu? Đó là nhờ vào cái tức là khả năng tự chủ được 100%. Họ vẫn mua, nhưng cái tiềm năng của họ là 100% cái lương thực. Tại vì sao? Các bạn biết không? Tại vì họ đánh thuế hàng nông sản nước ngoài quá cao. Để họ giữ cái ngành nông nghiệp của họ, ngành cung cấp lương thực của họ, lương thực thực phẩm của họ. Nếu nó hạ thì cái ngành nông nghiệp và chăn nuôi ở bên này sẽ chết đầu nước nhá, chết đầu nước. Thế cho nên họ đánh thuế vào Việt Nam rất cao. Trong các cuộc đàm phán thương mại thì không chỉ Việt Nam mà nhiều nước khác là yêu cầu Đức gỡ bỏ hàng rào, không chỉ Đức mà một số nước EU khác gỡ bỏ hàng rào thuế quan cho các sản phẩm nông sản thực phẩm, nhưng họ không gỡ. Ngược lại thì họ lại đòi phía Việt Nam phải gỡ bỏ những hàng rào thuế quan cho sản phẩm của họ vào. Thế cho nên những cái thương mại tự do nó chỉ gọi là tự do ở một cái góc cạnh nào đấy thôi. Các bạn nghĩ nước Đức nó chấp nhận hàng hóa Việt Nam vào đến ở mức độ nào? Nước Đức chấp nhận hàng hóa Việt Nam vào chỉ ở góc độ những công ty của Đức đầu tư vốn và công nghệ của Việt Nam về thuê coi như là những công xưởng gia công. Sau đó những hàng hóa đấy đứng tên của những cái hãng của Đức đưa vào Đức để bán. Đấy là chủ yếu thôi.
chủ yếu là những hãng đấy thôi. Còn nước Đức có cái gì? Nước Đức đầu tư cái gì? Công nghệ máy móc, mọi thứ công nhận là tốt, chất lượng hơn. Nhưng các bạn phải nên nhớ rằng không có Đức thì vẫn có Ý. Italia từ xưa đến nay họ vẫn sẵn sàng quan hệ kể cả thời coi như là mình đang đánh Mỹ. Đúng không? Công nghệ của Italia, công nghệ của Pháp, công nghệ của Thụy Điển, công nghệ của Đan Mạch, Phần Lan, các nước vẫn sẵn sàng quan hệ, không kém gì Đức cả. Nước Đức đây chỉ lợi thế ở nhờ đồng euro. Tôi phải nói thế này này, nhiều một số người Đức cứ đòi hỏi là phải đưa được trở lại đồng D-Mark trở lại, xóa bỏ euro. Họ ngu, họ không biết. Nước Đức đây xuất khẩu sống nhờ là vào đồng euro. Đồng euro, bây giờ tôi nói các bạn, hàng cùng sản xuất, cùng của trong khối euro của Italia, giá thành của họ cao hơn ở Đức nhá. Cùng euro thì tính ra cao hơn ở Đức, thì ở Đức đấy lao động giá rẻ mà, công nhân trả đồng lương rẻ mạt mà, toàn những cái người lao động rẻ mạt, cho nên là hàng hóa giá rẻ, họ cạnh tranh được. Nhưng nếu trở lại đồng D mark nhé, khi mà họ mạnh lên nhé, kinh tế mạnh lên nhé, thì đồng D mark sẽ mạnh. Mà đồng D mark sẽ mạnh thì sẽ dẫn theo cái giá phải trả cho xuất khẩu của họ, họ sẽ không có khả năng cạnh tranh với những các nước khác, kinh tế của họ thiệt ngay, họ thiệt đầu nước. Những người đó hô hào đưa đồng D mark trở lại là những người không biết gì, hiểu không? Thế còn hàng hóa vào Việt Nam nó thật sự chả có gì cả. Còn viện trợ, nó xin lỗi các bạn, như tốt đúng viện trợ Việt Nam, viện trợ cái gì đây, loanh quanh vẫn chỉ là mấy cái hỗ trợ gọi là bảo vệ rừng, rồi là mấy cái dự án kiểu như là bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên, rồi là huấn luyện cho những cái những một số người như người quen tôi sang đây đi du học và thực tập sinh với đồng vốn của nước Đức, tức là sang học là những kỹ sư lâm nghiệp, rồi những về những cái gì đấy bảo vệ những cái đấy thôi. Có dự án nào hỗ trợ Việt Nam phát triển không? Họ toàn bán công nghệ, đòi bán công nghệ thôi, đòi bán công nghệ về Việt Nam, thấy không? Công nghệ, nói xin lỗi, Việt Nam mình có rất nhiều lựa chọn để mua, tại sao cứ phải phải Đức? Cho nên trong các cuộc đàm phán không đến đâu là vì thế. Còn cái đối tác chiến lược gì đấy thì cái hai bên ký với nhau á, thì nó cũng chỉ có thế thôi. Nó cũng giống như mình ký với Trung Quốc, ký với Mỹ, ký các nước khác thôi, chứ có khác gì đâu. Chả có gì. Cái quan hệ giữa Đức với Việt Nam nó không có cái gì cả. Không có cái gì đáng nói cả. Bọn nó cứ dọa, hù dọa bảo kinh tế Việt Nam sẽ chết thế nọ thế kia, rồi là bọn Viova hay là gì bảo Đức cắt giảm viện trợ. Đức viện trợ cái gì cho Việt Nam? Viện trợ cái cục cứt, viện trợ làm gì, có viện trợ. Viện trợ đấy như tôi vừa nhắc đấy, còn hàng hóa Việt Nam hỗ trợ gì? Chỉ riêng gạo không đã 40% thuế đánh vào rồi đấy, khiến cho các cửa hàng châu Á ngày xưa là gạo Việt Nam đầy ra, bây giờ chỉ có bây giờ toàn gạo Campuchia mới gạo Thái Lan vẫn từ xưa đến nay, hiểu không? Chứ họ đâu có cho vào đấy. Còn các sản phẩm khác, hiểu không? Phở bún, tất cả bún khô, phở khô, rồi tất cả các thứ đấy họ đánh thuế trên trời ấy, hiểu không? Họ rồi nhiều nhiều nước khác cũng bị như thế, bột mì tất cả các thứ nước ngoài đều bị đánh thuế với mức rất cao, và họ như vậy viện cớ ra là chống phá giá này nọ khác kia, để làm gì? Để họ bảo hộ cái ngành nông nghiệp của họ, giữ an ninh lương thực. Họ có an ninh, có tự chủ được lương thực trong trường hợp cấp bách thì họ mới bảo đảm được an ninh quốc gia. Mà cái an ninh lương thực là một trong những yếu tố mà ổn định đất nước. Thứ nhất là an ninh lương thực, thứ hai là an ninh năng lượng đấy. Và nói với các bạn, họ hô hào là làm những cái điện gió, điện nhân tạo, tái tạo, rồi những cái gì ấy. Tôi nói các bạn biết, chẳng qua là họ lệ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ và khí đốt, họ không thoát được. Cái nền kinh tế lệ thuộc quá nhiều vào năng lượng nước ngoài thì tự dưng cái an ninh năng lượng nó không hề có trong trường hợp xảy ra một bất cứ cái gì. Thì nước Đức này, cái ngành, tất cả đất nước sẽ tê liệt hoàn toàn. Tê liệt hoàn toàn vì phụ thuộc dầu mỏ là 98,9%.
tức là tự chủ được được có 1,1%, thì các bạn mà sống đất nước như thế nào đấy, thì an ninh lương thực họ bảo đảm được nhưng an ninh năng lượng họ không bảo đảm được, cho nên họ cố gắng phát triển. Mặc dù những cái xe chạy điện, tôi nói các bạn biết là cái tiền sản xuất xuất ra cái ắc quy để chạy xe, và như vậy cái sau khi ắc quy thải ra đem phế thải, tôi anh nói riêng điều này thải toàn mang sang châu Phi thải, mấy nước châu Phi thải cũng tôi nhắc rồi. Đấy, bãi rác công nghiệp của họ đấy, cái sản xuất những cái ắc quy để mà để so với sử dụng xăng dầu tốn kém vô cùng và độc hại vô cùng, toàn những thứ chất độc hại, chì axit axit các thứ trong đấy, chứ làm gì có ắc quy nào ắc quy sạch mà họ có tái chế đâu, tái chế được bao nhiêu phần trăm đâu, họ mang chất thải đi thải hết, thì cuối cùng là thành thử ra là đối với họ bất cần, miễn trên nước Đức sạch là được. Còn họ mang đi các nước khác, dân Đức đâu ai biết đấy là đâu, cũng không ai quan tâm, phải không? Đấy, cái thực tế nó là như thế. Đấy. Thì bây giờ là nhờ họ cứ sang khuyến khích các nước khác là cần phát triển năng lượng tái tạo, đúng, năng lượng gió, năng lượng mặt trời các thứ là nên có để phụ thêm vào cái có. Nhưng mà không thể lấy làm chính được. Bởi vì sao? Như nước Đức đây gió thì quá hiếm, mà gió biển thì thất thường, lúc thì không có, mà lúc có thì quá mạnh, nó không có đều đều, nó không bảo đảm cho cái mà ví dụ như là điện dùng không nói gì, bị điện sản xuất, điện công nghiệp không thể nào chập chờn, mà nắng thì hoàn toàn không có, như các bạn mùa hè bên này như hôm nay buổi sáng ra 13 độ, buổi trưa lên bò lên 19 20 độ, đấy là mùa hè rồi. Nắng rất hiếm, thỉnh thoảng mới có vài hôm nhìn thấy mặt trời chứ còn đâu là chả thấy gì cả. Đấy, họ phát triển đấy, thì bây giờ tôi quay trở lại cái vấn đề chính là cái quan hệ giữa Việt Nam và Đức. Thì như các bạn thấy là họ họ kêu gào mình tự do, nhưng mà họ có tự do đâu, họ cho đâu cho tự do đâu. Họ kêu gọi mình mở cửa thị trường hoàn toàn, mà họ không mở cửa thì làm sao có đoạn nó sự bất công như vậy không? Đấy. Thì cuối cùng bây giờ nếu như cấm vận thì những hàng nông sản Việt Nam thì chủ yếu hàng nông sản dệt may, thì các bạn biết rồi, thị trường lúc nào cũng có. Đến thằng Mỹ ngày xưa cấm cá da trơn vào Mỹ, có bán được vào Mỹ con nào đâu, vào bán vào thì nó đánh thuế cho đến tận trời, không cạnh tranh được với cá của Mỹ. Thế rồi sao, vẫn có thị trường để thay thế, hiểu không? Đấy, vẫn có những nơi khác, bởi vì chẳng hạn như cá tra cá ba da bên này người ta vẫn ca ngợi là ăn ít mỡ, thịt ngọt đậm đà đấy. Thì khi mà cái nó có mà trong cái đó lại rẻ, thì cái ưu điểm của nó như vậy, tại sao người ta không ăn? Thì anh không ăn thì người khác khác ăn đấy. Người ta sẽ biết, những người biết 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 ăn người ta sẽ tự tự tìm tới mua, có bao giờ ê đâu. Gạo Đức không cho nhập vào thì bán sang Philippines, Indonesia, Trung Quốc, bao nhiêu nước cần, đâu phải chỉ có một cân đâu. Đó. Đấy. Thì mình cũng chỉ cho coi Đức như là Trung Quốc, như là Lào, Campuchia, Thái Lan. Đức không có cái gì cả. Nhưng mà nếu nói về cấm vận nhá, thì Đức cơ gì cấm vận Việt Nam? Việt Nam anh phải nắm được an ninh của người ta thì anh mới cấm vận được. Anh không nắm được cái gì cả, đến an ninh của anh không bảo đảm được, làm sao anh cấm vận được? Đó. Bây giờ anh nắm dầu mỏ trong tay như nước Mỹ, dầu mỏ khí đốt anh nắm hết trong tay, anh cấm vận người ta, cấm vận năng lượng phát cả nước chết, xe máy xe ô tô vứt xó. Anh Đức anh nắm được cái gì đâu? Ông Đức ông nắm được nguồn nào? Ông còn phải đi mua, ông còn phải phụ thuộc hết, phụ thuộc hoàn toàn, mà mỗi lần thay đổi là một lần đầy khốn khổ, giá xăng dầu thì đánh thuế cao lên tận trời. Ông còn phụ thuộc, ông làm sao cấm vận? Cấm vận Việt Nam cái gì? Viện trợ thì viện trợ cái con khỉ ấy. Được mấy cái dự án đào tạo người bảo vệ rừng với thiên nhiên chứ có cái quái gì. Đó. Phát triển công nghệ cũng không có, thấy không? Đào tạo nhân lực cho những ngành giường cột cũng không có. Đấy. Buôn bán thì lẻ tẻ, còn mấy cái hàng thế mạnh chính của Việt Nam thì là công ông đánh thuế cho tận trên trời,
mang lại lợi nhuận được bao nhiêu, thương mại được mấy tỷ đô la so với dân Việt Nam là cái đỉnh, làm sao ép được, lấy cái gì mà cấm vận. Nên cái bọn đặc biệt bọn BBC tiếng Việt, đài BBC tiếng Việt các thứ VO và là nó đang tung hỏa mù, nó làm cho người dân Việt Nam mình hoang mang đấy, không biết đâu là thật đâu là giả. Thì những điều tôi nói trên đây là những điều mà các bạn có thể suy diễn ra để nhìn thấy cái bộ mặt thật của chúng nó, từ thằng Nguyễn Quang A cho tới thằng những cái thằng ở miền Nam chênh chiếc, rồi bọn nhà báo độc lập, tất cả chỉ là một bọn rẻ tiền, các bạn đừng bao giờ tin chúng nó.